Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Dạ cảm ơn cô Quang Nguyệt cho Diệu Pháp biết được tín hiệu. Dạ con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh ngài Trị Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tịnh Văn Điện Tử Phật. Kính chào Thượng Tọa Chức Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tùng Đức có mặt trong rừng. Thân chào quý bà, quý cô tu nữ và Chư Phật tử. Kính thưa quý vị, ở trong Phẩm Tương Ưng Ác Ma chương 3 chúng ta đang học, chúng ta sẽ thường gặp sự xuất hiện của ác ma quấy rối Đức Phật. Mặc dù lần nào ác ma cũng thất bại và biến mất, nhưng mà cái bản chất của ác ma là như vậy. Thì thưa quý vị, trong mọi lúc mọi nơi ác ma đều theo dõi và tìm dịp để xen vào cái dòng tư tưởng của Đức Phật hay là cái sự kiện Đức Phật ngày sinh hoạt với chư Tăng. Cũng như có nhiều lần khi mà Đức Phật đang thuyết pháp cho các vị tỳ kheo thì ác ma muốn làm cho tâm các vị tỳ kheo bị chi phối, nên ác ma mới biến thành một con bò, nó đi lang thang đến gần cái chỗ mà chư tỳ kheo đang phơi bát. Vì thời ấy chư Tăng sẽ bắt đất, do đó cho nên rất có thể để ngay khi đó Đức Phật ngài biết rõ con bò đó là ác ma, nó làm cho tâm của các vị tỳ kheo bị dao động, cho nên Đức Phật ngài đã nói lên một bài kệ. Ác ma biết rằng nó đã bị lộ cho nên nó biến mất, vân vân. Cũng như trong bài kinh ngày hôm nay đó, thì khi mà Đức Phật ngài chuyển pháp luân, sau khi ngài chuyển pháp luân độ năm thầy Kiều Trần Như, khi đó là ngài độ Chư Gia Xá cùng 54 thân hữu của Gia Xá. Như vậy thì ngài Gia Xá và thân hữu tổng cộng là 55 người, thêm 5 thầy Kiều Trần Như nữa, 5 tỳ kheo Kiều Trần Như nữa là 60. Và kể luôn Đức Thế Tôn là trong lúc đó thế gian này có được 61 vị A-la-hán. Đức Phật ngài mới ra cái thông điệp quảng pháp với 60 đồ đệ của mình.
Ngài kêu gọi các vị tỳ kheo: ta và các ngươi đã thoát khỏi cạm bẫy của nhân thiên, đã được giải thoát thì hãy đi mỗi người một ngã, có nghĩa là hai người không đi cùng chung một con đường nữa, phải đi mỗi người một ngã để tuyên thuyết về giáo lý. Và thưa quý vị, là một đệ tử của Đức Phật thì chúng ta không thể không quan tâm đến trách nhiệm về gìn giữ chia sẻ giáo pháp, trách nhiệm gìn giữ và chia sẻ giáo pháp. Đó là cái việc quảng pháp. Và muốn được như vậy thì chúng ta cần phải học hiểu giáo pháp một cách chân chính. Hôm nay thì là ngày của Thượng Tọa Pháp Đăng, nhưng mà không hiểu sao giờ này không thấy Thượng Tọa Pháp Đăng vào. Không biết là Đại Đức Từ Tri có thể gọi cho Thượng Tọa Pháp Đăng được hay không. Nhắc, hồi sáng chúng tôi đã nhắc rồi, sáng khi mà chúng tôi gửi tiền để hùng phước cho Thượng Tọa đang xây dựng cái tâm xá, cúng dường xây dựng cái tâm xá, thì chúng tôi đã nhắc tối nay Thượng Tọa Hoàng Hỷ vào room tới cái ngày của mình, nhưng mà cho đến giờ này thì cũng chưa thấy. Thì bây giờ trước hết xin mời cô tu nữ Như Pháp đọc cho chánh kinh của bài học, sau đó nếu Thượng Tọa đăng vào thì chúng ta sẽ thỉnh Thượng Tọa đăng thuyết giảng. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Hòa Thượng Thầy Chiêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, Như Pháp kính cảm ơn Đạo Tràng cho Như Pháp biết được tín hiệu. Dạ, con kính tri ân Sư. Con xin được đọc phần chánh văn. Bài 5, Đức Phật kêu gọi Hoằng Pháp Độ Sanh, kinh cạm bẫy. Ma 2, Bát Tháp Mama Rabba Sút Tăng. Lời kêu gọi hoàn truyền giáo pháp được Đức Thế Tôn đưa ra trước 60 thánh đệ tử A-la-hán đầu tiên tại Lạc Quyển. Chính Đức Thế Tôn sau đó cũng đi một mình đến Uruguay Na để hoằng pháp với sự giáo hóa hơn 1.000 đạo sĩ thờ lửa. Đức Phật và các bậc A-la-hán hoàn toàn giải thoát. Các ngài không có gì mong cầu giữa cuộc đời này. Tất cả hành trạng hoằng pháp, giáo pháp đều vì lòng từ bi vô lượng đối với thế gian. Hoằng dương chánh pháp là đại sự nhân duyên. Một người con Phật đúng nghĩa không thể không quan tâm đến trách nhiệm gìn giữ và chia sẻ giáo pháp. Muốn làm việc này thì việc học hỏi tưởng sát lời Phật dạy là điều tiên quyết phải có. Kinh văn: tôi được nghe như vậy. Thở ấy, Đức Thế Tôn trú ở Lộc Quyển Isipatana gần Varanasi. Thế Tôn lên tiếng với chư tỳ kheo: này các tỳ kheo. Các tỳ kheo trả lời và bạch Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói như sau: này các tỳ kheo, ta đã được giải thoát khỏi tất cả cạm bẫy nhân giới và thiên giới.
Này các tỳ kheo, các thầy cũng vậy, đã được giải thoát khỏi tất cả cạm bẫy nhân giới và thiên giới. Này các tỳ kheo, hãy hành hóa vì lợi lạc cho đại chúng, vì hạnh phúc cho đại chúng, với tâm lân mẫn vì sự tốt lành, lợi ích hạnh phúc cho chư thiên và nhân loại. Đừng đi hai người chung một đường, hãy truyền dạy giáo pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện với văn nghĩa tinh tường. Hãy tuyên thuyết phạm hạnh viên mãn và thanh tịnh. Có những chúng sanh với ít bụi trần trong mắt có thể sa đọa nếu không được nghe pháp. Sẽ có những người lãnh hội được pháp. Này các tỳ kheo, riêng ta sẽ đi đến Sena Nigama ở Uruvela để giáo hóa. Rồi ác ma đi đến Thế Tôn và nói với Ngài, kệ ngôn: người vẫn trong bảy ma, cả thế giới nhân thiên vẫn bị ma sai sử, sa môn đâu thoát ta? Thế Tôn: ta đã thoát bảy ma, cả thế giới nhân thiên thoát cương tỏ ma giới, bại rồi kẻ hủy diệt. Ác ma biết được Thế Tôn đã biết ta, thiền thề đã biết ta, nên buồn và thất vọng liền biến mất tại chỗ ấy. Thích văn: mút ta hằng phích kha quê sắc ba ba xê hí dê đít ba dê cha ma nu sa. Này các tỳ kheo, ta đã được giải thoát khỏi tất cả cạm bẫy nhân giới và thiên giới. Tâm hê bí phích kha quê mút ta sắc ba ba xê hí dê đít ba dê cha ma nu sa. Này các tỳ kheo, các thầy cũng vậy, đã được giải thoát khỏi tất cả cạm bẫy nhân giới và thiên giới. Charatha phikkhat quê cha ri căn bahu chana hita cha bahu chana sukhaya lokanukambaya atthaya hitaya sukhaya deva manusa năng. Này các tỳ kheo, hãy hành hóa vì lợi lạc cho đại chúng, vì hạnh phúc cho đại chúng, với tâm lân mẫn vì sự tốt lành, lợi ích hạnh phúc cho chư thiên và nhân loại. Ma e kê na đê gamit tha, đừng đi hai người chung một đường. Đê sê tha phích tha quê tham măng a di ca la ya năng mắt chê ca la ya năng ba di sô sa na ca la ya năng sa thăng sắp tây danh cha năng kê la la ba ri buồn năng ba ri xuất thăng sam ma cha ri dăng ba ca kê thá. Hãy truyền dạy giáo pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện với văn nghĩa tinh tường. Hãy hướng tuyên thuyết phạm hạnh viên mãn và thanh tịnh. Santi satta apparachat khachatika asakvanatta thammasabarihayanti. Có những chúng sanh với ít bụi trần trong mắt có thể sa đọa nếu không được nghe pháp. Kavitsanti thammasaan nhà ta rô, sẽ có những người lãnh hội được pháp. Ahambi chikave ye na uruve la se na ni ga mo te nu ba san kamisami thammade sanaya ti. Này các tỳ kheo, riêng ta sẽ đi đến Sena Nigama ở Uruguay là để giáo hóa. Tức nghĩa: theo sơ giải giáo pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, Adikalaya năng Matche Kalaya năng Mariyosa Makala Mariyosa đã càng là già năng, được hiểu theo cả hai cách pháp học và pháp hành.
trên phương diện pháp hành, tu tập giới là sơ thiện, tu tập định và tuệ là trung thiện, chứng ngộ đạo quả niết bàn là hậu thiện. Trên phương diện pháp học, sự trình bày của pháp thoại kinh văn có mở đầu nội dung chính. Kết luận. Dạ bạn, chánh văn đến đây đã chấm hết. Mà bài này do Thượng Tọa Giác Đẳng dịch và biên soạn giáo trình. Dạ cho phép con coi có Thượng Tọa Pháp Đăng vào không ạ? Dạ con chưa có thấy Thượng Tọa Pháp Đăng vào đạo tràng. Con xin thay mặt đại chúng tông trung thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi điền khuyết giảng dạy bài học ngày hôm nay. Con kính nhân mít đến ngài. Cái bức của như vậy, cái bạch hòa thượng từ xưa, không biết là hòa thượng có hoan hỷ, hòa thượng có khỏe đi điền khuyết ngày hôm nay không cho Thượng Tọa Pháp Đăng. Nếu hòa thượng từ xưa đi khuyến được thì xin kính cung thỉnh hòa thượng. Nam mô Phật Thầy. Kính bạch trời chùa tùm đức kính thưa quý vị. Bởi vì ngày hôm qua là ngày rằm, bản thân chúng tôi buổi tối thuyết pháp ở thành ở Sài Gòn chùa Kỳ Viên không có vào rung được. Trong lúc ở trên đường xe trở về thì được biết ngày hôm qua chư tăng cũng không có vào rung, Thượng Tọa Giác Đẳng một mình phải đảm trách suốt cả cái thời gian buổi học hôm qua. Cho nên hôm nay đó, thì nếu như Thượng Tọa Đăng giờ này không có mặt thì chúng tôi xin điều khuyết để giảng giải cái bài học ngày hôm nay. Hôm nay chịu cực, ngày mai chịu khổ, vì ngày mai thứ năm chúng tôi không phải giảng nhiều pháp. Đành phải chịu. Kính thưa quý vị, nếu bài kinh ngày hôm nay mà chúng ta nói về ác ma nữa thì chúng ta cũng không có vấn đề gì để nói, nhưng mà chúng ta sẽ nói qua một cái tình tiết ở trong cái bài kinh này, đó là việc mà Đức Thế Tôn ngài đưa ra cái tâm niệm quảng pháp với chư vị đệ tử A La Hán. Trước hết thì Đức Phật ngài nói rằng: này các tỳ kheo, ta đã được giải thoát khỏi tất cả cạm bẫy nhân giới và thiên giới. Này các tỳ kheo, các thầy của vị đã được giải thoát khỏi tất cả cạm bẫy và nhân giới và thiên giới. Ở đây có nghĩa là ngài đã nói ngài đã đạt đến cái sự giải thoát, và 60 vị tỳ kheo đệ tử của ngài hiện có mặt đó, thì các vị đó cũng là những bậc giải thoát, những bậc A-la-hán. Cho nên ngài mới nói như thế. Và ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng cái từ gọi là cộng bảy nhân giới và thiên giới, Sapapa Sì Hí Dê Đi Pa Dê Cha Manusa Manusa, chữ cầm bẫy ở đây đó, chữ ba sát
là chỉ cho cái thân ngũ quẩn, cái thân tái sanh. Vì khi mà ngũ quẩn được hình thành, tức là do vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, thì đó là cái cầm bẫy của sự khổ. Như tại sao là cầm bẫy? Là bởi vì do ác ma nó muốn như vậy, muốn thống trị như vậy. Ở đây được gọi là cầm bẫy. Chúng ta có đọc ở trong cái bài kinh Trung Bộ, kinh Bảy Mồi, Đức Phật Ngài có nói đến một cái thí dụ về bốn bể nai. Mà thợ săn và cái nhóm tùy tùng của thợ săn đó sắp đặt cạm bẫy. Dựng cọc và giăng dây rào tứ phía một vùng đất rộng, chỉ có một lối ra vào, và cỏ xanh được rải ở phía trước cái lối vào đó, và đồng thời rưới mật ong vào trên cỏ, khiến cho một bầy nai nó bén mùi bén vị của cỏ non xanh ngọt, và bắt đầu nó tham đắm đi sâu vào bên trong. Và những người thợ săn đó kéo cửa rào lại và nhốt cái bầy nai này và bắt chúng. Như vậy bầy nai thứ nhất thì không có thoát khỏi bẫy mồi của thợ săn đã giăng bẫy. Bầy nai thứ hai khi mà nó thấy bầy nai thứ nhất vì tham đắm cỏ non ngọt mà đi sâu vào trong cái khu vực cạm bẫy và phải bị bắt, chúng bầy nai thứ hai này trở nên nhát, chúng sợ, hễ thấy cỏ là sợ, thấy cỏ nó lầm tưởng rằng đó là cái mồi dụ của thợ săn, cho nên nó không dám ăn. Và nó nhịn đói đến kiệt sức, nó không thể đi xa hơn được nữa, và chúng nằm ở đó, nằm tại chỗ đó. Thì những người thợ săn để ý thấy như vậy, cho nên đã ra tấn công và bắt trọn đến bầy nai thứ ba. Thì nó nghĩ rằng cái bầy nai thứ nhất tham ăn mà phải lọt vào trong cạm bẫy của thợ săn, còn bầy nai thứ hai bị nhát không dám ăn, nhịn đói để rồi cũng phải kiệt sức và bị bắt bớ. Cho nên cái bầy nai thứ ba này nó tỏ khôn ngoan, nó ăn, nhưng mà nó ăn vừa tới cửa thì nó đi, nó không có vô sâu. Nhưng mà mặc dù nó không có vô sâu trong cạm bẫy, nhưng nó vẫn tiếc của, tiếc mồi,
và nó lẫn quẩn chung quanh đó, nó không đành bỏ đi xa. Thế là vị nai thứ ba này cũng bị thợ săn và tùy tùng của thợ săn dâng bẫy khác và bắt được. Đến khi bầy nai thứ tư thì bầy nai này không như ba bầy nai trước. Bầy nai thứ tư này nó không có tham đắm mồi cỏ ngon ngọt mật, cũng không có đói để kiệt sức. Chúng ăn xong rồi là lập tức bỏ đi liền, không có liếu tiếc ở chỗ đó, đi thật xa. Và những người thợ săn thấy cỏ đã bị ăn nhưng mà đi tìm chung quanh thì không thấy dấu vết của bầy nai thứ tư nữa, cho nên bị những người thợ săn đó thất vọng trở về. Cũng như thí dụ về các hạng Sa môn và La môn ở đời, và Đức Phật ngài có giải thích rằng: này các tỳ kheo, thợ săn tức là ác ma, những quyến thuộc tùy tùng của thợ săn đó giống như những chư thiên ma khác, và bảy mồi mà ác ma dâng ra đó, bảy mồi mà những thợ săn dâng ra đó chính là cái bảy mồi của ác ma, là sắc đẹp thứ hay, mùi thơm vị ngon, xúc lạc và cái dòng sanh tử luân hồi ở trong các cõi tái sanh. Đó là bảy mồi của ác ma. Thì những vị Sa môn và La môn sống lợi dưỡng không thoát khỏi bảy mồi của ác ma, giống như khi bị nai ăn một cách tham đắm những cỏ được rưới mật để đi sâu vào trong vùng cạm bẫy. Và khi thợ săn đóng cửa độc đạo thì lúc đó không thể thoát. Cũng như các Sa môn và La môn khi mà ăn tham đắm lợi dưỡng sẽ bị ác ma nó quấy nhiễu và nó ràng buộc. Có những Sa môn và La môn họ từ bỏ cái sự ăn sự uống, họ sống kham khổ hành sát, họ nghĩ rằng làm như vậy sẽ thoát khỏi bảy mồi của ác ma. Nhưng trên thực tế họ chỉ nhịn ăn nhịn uống khổ hạnh ép sát như vậy chỉ làm cho thân khổ, rồi phiền não thì chưa có dập tắt được, cho nên khi mà chết mệnh chung họ cũng phải tái sinh vào những cái cảnh giới khổ đau, vẫn còn bị sự tái sinh. Còn cái hạng thứ ba đó, có những Sa môn và La môn mặc dù không có khổ hạnh lắm, cũng không có lợi dưỡng lắm, nhưng mà những Sa môn và La môn đó vẫn còn chấp thủ theo một số tà kiến, đi sai lạc cái con đường. Và vì rằng họ còn chấp những cái quan điểm tà kiến phi lý, không đúng với truyền thống chánh pháp, cho nên những Sa môn và La môn đó dầu có tu hành giữ giới, có tạo được một số công đức, nhưng mà vẫn còn cái sự tái sanh, chưa thoát khỏi bảy mồi của ác ma. Chỉ có những vị Sa môn đệ tử của Đức Phật là những vị thinh văn,
đắc A La Hán, các vị đã đoạn trừ những cái lậu hoặc phiền não, thì các vị đến và đi không để lại dấu vết trong cuộc đời này, giống như ông bầy nai chỉ ăn vừa phải, không quá thâm đắm, tức là không lợi dưỡng, mà cũng không có nhịn đói, tức là khổ hạnh. Và các vị đó đã thấu triệt được chân lý, tức là không có chấp thủ sai lạc theo tà kiến. Cho nên các vị này thân tối hậu, để rồi các vị đến niết bàn viên tịch, ra đi không để lại dấu vết, và ác ma không thấy đường, không biết được dấu tích của các vị đó. Cho nên từ những cái bài kinh như vậy đó, chúng ta nên hiểu cái gọi là cạm bẫy nhân giới và thiên giới, là chúng ta phải biết là cái cạm bẫy mà ma vương hay là ác ma mà Rappabima đã dâng, và những ai còn phiền não và chạy theo cái dục vọng hay là chạy theo tà kiến, thì những người đó được gọi là không thoát khỏi cầm bẫy của ác ma, tức là vẫn còn cái sự tái sinh luân hồi, dù cho đó là con người hay là cõi trời hoặc là cõi phạm thiên. Và ở đây là Đức Phật Ngài tuyên bố rằng Ngài đã được giải thoát khỏi tất cả cạm bẫy, nên không còn cái sự tái sanh về cõi trời hay cõi người nữa, cõi phạm thiên nữa. Và Ngài nói rằng các thầy quý vị, tức là các vị tỳ kheo trước A-la-hán, cũng không còn cái sự tái sanh ở những cái cõi nhân thiên nữa, thoát khỏi cạm bẫy. Và sau khi đối vị, Đức Thế Tôn Ngài cũng nói thêm rằng: để các tỳ kheo hải hành hóa vì lợi ích cho đại chúng, vì an lạc cho đại chúng, Bahuchanasukhaya, Bahuchanasukhaya, Lokanukampaya, vì lòng từ mẫn đối với cuộc đời, vì lợi ích, vì sự tiến hóa, vì sự an lạc cho chư thiên và nhân loại. Các ngươi chớ có hai người một ngã, ma e kê na duê agamitha, có nghĩa là Ngài kêu gọi 60 vị a la hán hãy đi vòng pháp vì lễ cho đời, vì an lạc cho đời, và mỗi một vị phải đi một hướng, đi một nơi, và chính bản thân của Đức Phật, Ngài cũng nói rằng Ngài đi đến ở tại Siena Nigamo, thị trấn Siena Uruguala, để Ngài thuyết pháp. Thưa quý vị, người ta ngỡ rằng là nếu mà mình lo tu tập giải thoát cho bản thân đó, là mình thiếu lòng bi mẫn đối với cuộc đời. Họ chê
họ cho rằng đó là chiếc xe nhỏ thôi. Nhưng thật ra thì ở đây thưa quý vị, Đức Phật và chư vị A-la-hán trước tiên là các ngài đã tự giải thoát cho mình, tự giác rồi mới giác tha được. Cái đó là hiệu quả. Tức là khi mình đã chấm dứt phiền não, chấm dứt luân hồi rồi, thì những gì mình nói ra cái đó nó mới có thực tế, thực tiễn, nói theo cái sự trải nghiệm. Còn khi mà mình chưa biết lỗi mà mình đòi nhảy xuống sông để mà cứu lấy cái người đang té sắp chìm ở dưới dòng nước, là như vậy là vô ích. Mình sẽ người đó họ sẽ chết theo cái người nạn nhân đó. Mình phải biết lỗi mình mới có thể cứu người ta được, phải có sức mạnh mình mới cứu người ta được. Cũng vậy, nếu một người đã thấu triệt được pháp, lãnh hội được pháp thì mới có thể dạy cho người khác nghe được. Chứ còn không biết gì hết và nghĩ rằng mình dạy người ta là dạy cái gì, không thể dạy được. Cho nên ở đây chúng ta nên lưu ý là sơ thời của giáo pháp, lúc bây giờ Đức Phật đã sau khi đã tự mình giác ngộ chứng đắc niết bàn và ngài tuyên thuyết giáo lý cho các vị đệ tử là những người cũng có căn duyên mà chứng được đạo quả niết bàn. Sau khi đã đắc được đạo quả rồi thì Đức Phật ngài biết rõ các vị đệ tử này việc nên làm đã làm, phận sự đã làm xong, gánh nặng đã đặt xuống, sau đời sống này không còn đời sống khác. Thì vị đó sẽ đi hoàn pháp với cái lòng bi mẫn nhưng mà tự tại. Lòng bi mẫn là đối với các vị đã thấu triệt được chánh pháp, các vị có lòng bi khi mà các vị nói pháp với người cho người khác nghe đó, các vị đó không muốn làm khổ người khác, như là kêu gọi hay là bắt người khác phải cung phụng, phải phục vụ, vân vân. Các vị A-la-hán không làm như vậy. Cho nên các ngài đi hoằng pháp và các ngài có cái tâm từ bi với chúng sinh. Phàm phu chúng ta khi mà chưa đạt được cái sự giải thoát, nếu một vị tỳ kheo nào có an trú trong pháp và có tâm có lòng tàm, có lòng quý, thì các vị đó mới hoằng pháp, có cái tâm từ bi với hàng Phật tử. Còn nếu không như vậy thì các vị chỉ mong muốn được danh được lợi thì các vị sẽ không có cái lòng từ bi với người Phật tử. Và đi hoằng pháp như vậy thì không phải là duy trì giáo pháp mà làm cho người ta cảm thấy chán ngán, người ta sợ hãi khi đi vào Phật pháp, đi vào Phật giáo. Ở cái khía cạnh thứ hai nữa là một vị đã thấu triệt được pháp
nhất là vị đã được giải thoát đắc A-la-hán, thì các vị khi mà đi hoằng pháp, các vị thuyết giải cho người khác nghe, là các vị trình bày đúng chánh pháp, những cái gì phi pháp các vị không nói, những cái gì thuộc về tà kiến các vị không nói, các vị chỉ dạy những cái gì đúng pháp thôi. Còn như đối với những vị tỳ kheo phạm nhân, nếu mà các vị không có học hỏi kinh điển giáo lý thật căn bản thì các vị còn chắc sai hiểu lầm. Và khi mà các vị đi hoằng pháp, các vị dạy cho người khác sai mà không biết rằng mình dạy sai, nói cho người khác nghe những điều khiến cho người khác thực hành đem đến khổ đau nguy hiểm mà không biết, cũng giống như bọn thầy người ta kêu lăng băm, ông ta không biết rành về thuốc, cho nên khi mà ông ta trị bệnh cho người, ông ta chỉ y cứ vào sách vở. Nhưng mà y cứ vào sách vở cũng chưa đúng, thưa quý vị. Có cái câu chuyện một ông thầy thuốc á, ông trị bệnh cho người ta, sao người ta chết, bệnh nhân đã chết, thân bằng quyến thuộc của bệnh nhân mới lên kiện lên quan, quan cho lính đem cát đến đồi ông thầy thuốc đó vào công đường, rồi mới hỏi tại sao thầy lại bốc thuốc cho người ta uống để người ta chết vậy. Thì người ta nói là ông ta trị bệnh có sách, hỏi sách nào, ông quan cho ông, cho người chạy về nhà ông thầy thuốc đó, bảo người nhà đưa cái quyển sách mà ông thầy thường hay coi để bốc thuốc. Thì khi mà đi đến, thiện quan hỏi cái người này bệnh gì và thầy cho thuốc như thế nào, thì nói người này bị đau bụng. Bẩm quan, tôi cứ mở sách ra xem thấy rằng có câu nói rằng phúc thống phục nhân sâm. Ở trong sách nói rõ ràng là hãy đau bụng thì cho uống nhân sâm. Thì tôi bốc thuốc y như vậy đó, cho uống. Hoài qua cái trang bên, trang kế, thì cũng thấy bên kia còn sót là hai chữ là tắc tử. Thì lúc giờ ông quan ông mới chỉ cho ông thầy thuốc biết, thầy không có kinh nghiệm làm thuốc thì tại sao thầy đi trị bệnh cho người ta, người ta nói rằng phúc thống phục nhân sâm tắc tử, đau bụng mà cho uống nhân sâm ắt là chết. Mà thầy xem còn sót cái chữ sơ ý như vậy, người ta chết là phải, cho nên thầy đáng bị tù. Rồi bắt đầu đem bỏ tù cũng thầy. Đúng vậy, khi một vị mà tự mình đã được giải thoát á, thì các vị đó đã biết rõ cái nào là đúng, cái nào là sai. Cho nên khi mà đi hoằng pháp thì các vị đó sẽ tuyên thuyết về giáo pháp toàn hảo, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, gọi là sơ thiện, trung thiện và hậu thiện, với văn nghĩa vô túc. Còn đối với phàm phu, giống như thầy Lan kia vậy, nghĩa là coi xem kinh sách, coi một đàn hiểu một nẻo, rồi tự mình còn không hiểu cái chỗ đó nói như thế nào, thì khi mà giảng giải cho người khác nghe thì ắt có khi là sai.
nhưng mà không hay. Và thưa quý vị, thuyết pháp hoằng pháp đến người khác là vì lợi ích cho chúng sanh và cũng là đem lại cái công đức cho chính mình. Nhưng mà nếu thuyết pháp hoằng pháp mà sai đó thì nó hại vô cùng. Người ta nói một thầy thuốc mà lầm thì chỉ hại chết một vài người. Một nhà chính trị mà lầm thì hại một nước. Một nhà văn mà lầm thì hại cả một thế hệ. Nhưng ở đây chúng ta cũng nói rằng một người làm tôn giáo là cái việc hoằng pháp, mà lầm đó, thì làm hại cho người khác vô lượng kiếp, bởi vì hướng dẫn họ sai đi, họ bị sai lạc thì rất là nguy hiểm, hại vô lượng kiếp chứ không phải là hại nửa thế kỷ hay một thế kỷ, không phải. Cho nên ở đây khi mà Đức Phật Ngài ra cái thông điệp hoằng pháp như thế này thì chúng ta thấy rõ rằng lúc đó chánh pháp được tuyên thuyết bởi Đức Phật và chư vị tỳ kheo là những bậc đã giải thoát, những bậc lậu tận, nên những vị đó thuyết pháp bằng cái tâm bi mẫn vì lợi ích cho đời được, và các ngài thuyết mới đúng theo chánh đạo những gì mà các ngài đã kinh nghiệm từ bản thân đi đến sự giải thoát. Không có vị A-la-hán nào mà hướng dẫn cho người khác đi vào cái con đường tà kiến lầm lạc hết, thưa quý vị. Vì vậy cho nên cái việc mà hoằng pháp đó, thì ở đây cũng cần thiết, nhưng mà thời nay chúng ta không có những vị A-la-hán thì chúng ta cần phải, chúng ta là phạm phu thì chúng ta phải thận trọng trong vấn đề mà thuyết pháp hướng dẫn cho người khác. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta lại nói đến một vấn đề nữa là khi mà Đức Phật dạy các vị tỳ kheo là hãy thuyết pháp, hãy truyền dạy giáo pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện với văn nghĩa tinh tường, tức là với văn nghĩa của túc. Thì trong cái câu mà sơ thiện trung thiện với văn với nghĩa sắc thăng trăm, sắc thăng sắc na danh chân năng kỳ quả lá bởi quân năng, thì ở đây trong chú giải đối rằng sơ thiện trung thiện hậu thiện là nói theo pháp học, theo pháp hành. Nhưng mà thật ra thì y cứ vào Phật ngôn thì ở đây chúng ta thấy rõ là chỉ có nói về pháp học mà thôi, tức là sát thăng sát và ác thăng là có nghĩa sát danh chân năng, tức là con văn có nghĩa cụ túc, tức là hảo đoạn đầu đoạn giữa, tức là lúc khởi đầu thân bài kết luận nó đều nhất quán, không có cái sự mâu thuẫn. Và khi mà trình bày về giáo pháp với văn với nghĩa tinh tường là như thế nào, tức là trong cái câu văn đó việc mà sử dụng từ như chúng ta học
Bali hôm nọ đó, thì nói đến cái ngôn ngữ mà Đức Phật này kêu gọi các vị tỳ kheo lấy đó làm tiêu chí. Tức là không nói cái chuyện mơ hồ viễn vặt, raho qua năm, tức là không nói những cái lời bí mật, không nói những lời bí mật, không nói mơ hồ viễn vặt, nói cái gì ra nó cũng mạch lạc sáng sáng sủa cho người ta hiểu. Và khi mà đi hoằng pháp á, còn một tiêu chí nữa là phải nói chậm rãi chớ có vội vàng. Vì nếu mà nói nhanh, nói nhanh quá, người ta nghe không kịp, người ta bỏ mất cái đoạn văn, cái ý nghĩa đó đi. Với thứ hai nữa là khiến cho mình cảm mình bị mệt mỏi, mình mất sức. Cho nên thuyết pháp nói pháp là phải nói chậm rãi, nói từ từ, nói cho người ta khác, nói cho người khác nghe hiểu. Một điều nữa là phải biết tận dụng cái điện phương ngữ, tức là nói một cách nôm na đó, tức là phải biết dùng cái loại ngôn ngữ bình dân mà thính chúng ai nghe cũng hiểu hết. Chứ còn đừng có chê rằng cái ngôn ngữ đó là ngôn ngữ bình dân, rồi cái lên thuyết pháp mà nói những cái chuyện, mà nói những cái từ giao to búa lớn, những cái từ nó quá ư là chuyên môn thì người khác nghe không hiểu. Mà nếu như cần phải trình bày, cần phải nói những cái pháp môn hay là những cái từ Phật học mà khiến cho người ta khó hiểu thì mình phải giải thích, phải giải thích, phải định nghĩa cái từ đó. Còn bình thường thì nên sử dụng từ thông dụng. Địa phương ngữ ở đây đó, chúng ta cần phải hiểu là những cái ngôn ngữ thông dụng, những cái ngôn ngữ thường thức. Để cái tiêu chí hoằng pháp và Đức Phật Thế Tôn ngài đã dạy cho các vị cao là như vậy. Cho nên ở đây gọi là có văn sắc dân cho năng, có nghĩa tức là thuyết câu nào thì tự mình phải biết cái câu đó mình nói nó có nghĩa như thế nào đây. Nếu mình nói nguyên thuyên, mình nói mình cứ đem từ này mình lắp ghép vào trong cái câu nói của mình nhưng mà hoàn toàn là vô nghĩa, thì vậy tự mình đã thấy cái câu nói là vô nghĩa thì mình nói ra người khác cũng không hiểu gì, bởi vì nó là vô nghĩa. Cho nên phải chú ý điều đó. Và thưa quý vị, tuy nhiên nếu mà chúng ta nói cái giáo pháp thanh tịnh toàn hảo đoạn đầu, được toàn hảo đoạn giữa, toàn hảo đoạn cuối, thì ở đây trong chú giải chúng ta cũng chúng ta nếu không nói đến cái vấn đề văn nghĩa cụ túc, văn nghĩa tên từ, thì chúng ta chỉ lấy Adikalayanang, Machimakalayanang, Pachimakalayanang, thì chúng ta có thể Vanyosanakalayanang, thì chúng ta cũng có thể nói theo pháp hành, tức là giới định và tuệ, tức là đi vào trong giáo pháp này. Đức Phật đã trình bày cái con đường tu tập
cái quy trình giải thoát của một vị tỳ kheo phải đi đó, tức là phải đạt đến cái giai đoạn giới tịnh, tức là tăng thượng giới, rồi bước qua đến giai đoạn thứ hai gọi là tâm tịnh, chính tâm vị xuất thí, tức là tăng thượng tâm Athichitta, tức là định. Rồi khi đã có được thiền định rồi, tâm định tĩnh rồi, thì lúc bây giờ mới đi đến cái giai đoạn gọi là tăng thượng tuệ Athipanya. Tăng thượng tuệ Athipanya ở đây hay gọi là tuệ học, thì bắt đầu nó có từ kiến tịnh. Rồi đoạn nghi tịnh, đạo phi đạo tri kiến tịnh, hành lộ tri kiến tịnh, và tri kiến thanh tịnh. Năm tịnh sau này gọi là tăng thượng tuệ. Và như vậy giới định tuệ, giới là chặn đầu, định là chặn giữa, và tuệ là chặn cuối. Thì giáo pháp này hướng dẫn để tu tập đi từ chặng đầu đến chặng giữa đến chặng cuối, đạt được cái sự giải thoát. Thì chúng ta cần phải hiểu vậy. Cho nên nếu mà chúng ta phân tích một cái lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta thấy rõ ở đây là khi Đức Thế Tôn nói Ngài thuyết pháp có sự cẩn thận chứ không phải là không cẩn thận. Các ngươi cũng hãy thuyết pháp có sự cẩn thận, không phải là không cẩn thận. Mỗi một lời nói gì mà Đức Thế Tôn đã nói ra, trong chặng đầu cũng có ý nghĩa của chặng đầu, chặng giữa có ý của chặng giữa, và chặng cuối có ý nghĩa của chặng sau cuối. Nội chúng ta chỉ cần học bao nhiêu thôi là chúng ta cũng có thể lãnh hội được lời dạy của Đức Phật một cách hoàn hảo. Còn nếu như chúng ta không có sự khéo tác ý để suy nghiệm về lời dạy của Đức Phật, có những lời dạy thì chúng ta xem thường cho rằng câu nói này dễ quá, không cần phải suy nghĩ. Thế là chúng ta sẽ không hiểu cái tôn ý của Đức Phật là nói cái gì. Rồi có những đoạn văn, có những đoạn kinh mà Đức Phật nói cao siêu quá, khó hiểu quá, chúng ta không chịu suy nghĩ, và chúng ta bỏ cho rằng cái chỗ này khó hiểu quá, thôi bỏ qua. Thế là chúng ta không học được cái dễ, mà chúng ta cũng không học được cái khó. Thì chúng ta sẽ không làm cho người khác học được cái dễ và cái khó trong Phật cô. Cho nên cái việc mà đi hoằng pháp cũng không phải là đơn giản như vậy. Thành thử ra ở đây đó, khi mà Đức Phật đã dạy các vị tỳ kheo, khi mà Ngài đưa ra các thông điệp đi hoằng pháp, thì trong cái lời, trong cái thông điệp này thì chúng ta thấy rõ ở đây là Đức Phật Ngài nói lên ý nghĩa rất cao thượng, rất đẹp, là chúng ta phải hiểu. Và hôm nay thì vì không có thượng tọa Pháp Đăng nên chúng tôi xin đề khuyết cái đề tài tương ứng bộ kinh
của cái buổi học ngày thứ tư. Như vậy thì đến đây xin được cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng Quang Hỷ chia sẻ thêm trong ý nghĩa của bài học này. Nam mô Phật Thầy. Sa thu kính thưa thượng tọa Tự Siêu, kính thưa hòa thượng Tự Siêu, rất là hoan hỷ là hòa thượng đã dịch chia, mặc dù sau lễ tập thánh nhiên cũng rất là vất vả, nhưng mà rồi hòa thượng cũng đã đề khuyết cho thượng tọa pháp đăng, và chúng ta có một pháp thoại mà chúng tôi tin rằng đôi khi phần đông chúng ta đọc thoáng qua, nhưng mà chúng ta không đi sâu vào. Đức Thế Tôn ngài không có nói thừa, ngài nói rất là hàm súc, nhưng mà trong đó mang nhiều ý nghĩa, và rất là tri ân hòa thượng đã dành thời giờ để giảng dạy rộng rãi ý nghĩa này. Và bây giờ cái bạch hòa thượng đi nghỉ, và thưa quý Phật tử, có lẽ là quý vị chờ chúng tôi một chút xíu. Hôm nay chúng ta hiện giờ chỉ có sư Nguyên Thông thôi, thì có lẽ là để hỏi sư Nguyên Thông một câu, rồi sau đó chúng tôi sẽ tiếp lời của chư tăng để hoàn tất bài học còn lại. Xin hỏi sư Nguyên Thông điều này, là có nhiều người quan niệm rằng mình tu thì cứ lo tu thôi, mình đừng có để ý chuyện hoàn pháp, cho đến khi nào mà mình đắc đạo chứng quả hoàn toàn giải thoát rồi thì mình mới quan tâm đến việc hoàn pháp. Thì sư Nguyên Thông nghĩ rằng việc đó có đúng hay không, hay là mình trong việc hoàn pháp thì mình biết tới đâu thì mình nên nói tới đó, mình giúp được người ta cái gì thì mình giúp, hơn là mình chờ cho đến khi mà mình đã hoàn tất rồi mình mới mình đã tốt nghiệp rồi thì mình mới đi dạy. Thì xin tới ý kiến của sư Nguyên Thông. Kính thưa sư Nguyên Thông, chúng con không nghe được âm thanh của sư, con cung thỉnh sư cầm mic trở lại ạ. Thưa quý Phật tử, quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Có lẽ là sư Nguyên Thông đang có chút trục trặc kỹ thuật. Nếu sư Nguyên Thông nói được, xin thỉnh sư Nguyên Thông lên tiếp. Dạ, để bây giờ con nói tiếp. Dạ, nghe được rồi sư. Dạ. Sư Nguyên Thông, chúng ta có nên theo cái quan niệm là cho đến khi nào mình đã đắc đạo chứng quả rồi mới quan đến hoàn pháp, còn nếu chúng ta chưa có chứng đạt được thì chúng ta không nên bắt đầu công cụ hoằng pháp,
hay là chúng ta nên chấp nhận cái quan niệm tương đối là hãy mình biết cái đâu mình cũng sẽ chia sẻ đến đó, và cái gì mình thấy là lợi lạc thì nên chia sẻ với người khác. Xin thỉnh ý kiến của sư Minh Thông. Dạ, kính thưa sư phụ, nếu mà mình nói rằng đợi khi mình chứng sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả thì đó là tuyệt vời nhất. Còn tuy nhiên trong khi mà tất cả chúng ta ở đây đa số là vẫn còn là một chúng sanh vô minh, thì cái sự hiểu biết của mình đến đâu thì mình trình bày đến đó một cách chân thật. Và mình hiểu thế nào thì mình sẽ trình bày như vậy, không có nói láo, không có nói thêm. Thì đó là cái quan niệm của con trong lúc này. Thì thí dụ như sư phụ hỏi con thì con trình bày những điều con biết như thế nào thì trình bày như thế. Thì đó là cái quan điểm của con ngay lúc này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, con xin trao mai lại cho sư phụ và xin nhận lời chỉ dạy trên của sư phụ, và con chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Con thỉnh mời sư phụ cầm mai. Sa thú, kính thưa sư Nguyên Thông. Thưa Phật tử, hôm nay nhân đề tài về lời kêu gọi của Đức Thế Tôn Hoằng Hóa Độ Sinh, và qua bài giảng của Hòa Thượng Tuệ Siêu cũng như là lời phát biểu của Sư Nguyên Thông sau đó, chúng tôi xin được trích lời. Có lẽ là vì hôm nay sau cái đêm tu Độ Đà ở tại Việt Nam, Chư Tăng đã trải qua một đêm dài không thức nên quý ngài tương đối mệt mỏi đó, nên quý ngài không có vào được. Bây giờ thì chúng tôi muốn đề cập đến một điều này. Trước nhất là chúng ta nên có một cái phân biệt giữa chữ Hoằng Pháp và đi thu thập tín đồ. Hai điều này đó thường bị nhầm lẫn. Người ta nghĩ là một nhưng mà thực sự không phải là một. Những người đi thu thập tín đồ đó là thường kéo người khác để trở thành học trò, đệ tử, hoặc giả là theo đạo mình. Nhưng mà đi Hoằng Pháp đó, thì nếu chúng ta đọc kỹ lời Đức Phật dạy là mang lại cái lợi ích an lạc cho người khác, mà không cần người đó phải là cái gì của mình. Và điều này thường bị nhầm lẫn nên rất là đáng tiếc. Các đạo giáo họ muốn mở rộng tôn giáo thì họ cũng nghĩ đến việc đó. Nhưng mà càng ngày thì người ta càng nhận ra rằng mục đích của con người sanh ra ở đời không phải để làm lớn, để làm mạnh cho một tổ chức, mà con người nên có được sự tiếp nhận những chất liệu tâm linh. Những chất liệu này giúp cho chúng ta sống sáng suốt hơn, sống an lạc hơn. Rồi sau đó chúng ta muốn làm gì thì đó một chuyện khác nữa. Chúng tôi muốn nói điều này là bởi vì không phải riêng quý Phật tử cư sĩ, mà một số các vị xuất gia ngày hôm nay khi nghĩ đến chuyện Hoằng Pháp thì mình đặc biệt chú trọng làm sao cho những người Phật tử họ trở thành người đàn tính của mình, họ trở về thành Phật tử đi chùa mình, hoặc giả là quy y với mình. Ở trên thực tế thì người ta thường nhìn sự Hoằng Pháp là một cái sự gom góp thủ đắc cho cá nhân hơn là có cái nhìn rộng hơn. Chúng ta nghe trong lời kêu gọi của Đức Phật, chính bản thân của Đức Phật và các vị đệ tử, thì tôi tôi siêu nhắc một cách cụ thể là 60 đệ gồm có Giác Xá và 54 người bạn là 55, còn với 5 vị kiêu trực như là 60 đệ tử Phật. 60 vị này ở với Đức Thế Tôn không lâu, các vị không có được đào tạo để có một cái lớp Phật học
mà theo trường lớp. Tuy nhiên, có một điều mà hồi nãy nếu quý vị lắng nghe kỹ lời của Thượng Tọa Thừa Sư đó, Hòa Thượng Thừa Sư thì bởi vì tất cả những vị này bị ở lâu nhất với Đức Thế Tôn là 3 tháng, tức là 5 vị cư trần như, và sau đó giác sát và những người bạn đều chứng đắc đạo quả A-la-hán. Những vị mà đã chứng đắc đạo quả nghĩa là các vị đã thông suốt những điều tinh túy, không phải chỉ trên lý thuyết mà trong sự thực chứng của mình. Và Đức Phật Ngài khẳng định rằng chính Ngài đã vượt khỏi cái cạm bẫy của nhân thiên. Chư vị A-la-hán cũng vậy, và người kêu gọi chư vị A-la-hán hãy lên đường hành hóa, lên đường vì sự tốt lành, vì sự lợi ích và vì hạnh phúc cho chư thiên và nhân loại. Ở đây chúng ta hiểu sự tốt lành tức là làm cho cuộc sống được bất ác nhiều thiện hơn, là đời sống được hiền thiện hơn, gọi là tốt lành. Thì ta nhờ được sự lợi lạc át tha giá, tức là có lợi ích, cuộc sống có ý nghĩa, cuộc sống có thăng tiến. Sukha giá là có an lạc, hạnh phúc ở trong đời sống. Chúng ta luôn luôn nên tự nhắc là đối với tất cả những người chung quanh mình, nếu có điều gì, có một động lực nào để chúng ta hoằng pháp, để chúng ta đem Phật pháp, thì hãy thiên quyết nghĩ đến ba điều đó: Athaya, Hitaya, Sukhaya. Vì sự lợi ích, vì sự tốt đẹp, và vì sự hạnh phúc mà mình nói. Đức Thế Tôn đã dạy như vậy, và chư đệ đệ tử của Ngài cũng dạy như vậy. Lời dạy đó dành cho một tướng cướp cuồng sát, lời dạy đó dành cho một vị vua, lời dạy đó dành cho vị bá hộ, lời dạy đó dành cho những người chăn trâu. Họ đến từ nhiều cái giai tầng khác nhau của xã hội, nhận được ánh sáng của chánh pháp, sống lợi lạc, đơn giản như vậy thôi. Chứ không phải là đi hoằng pháp để thu thập tín đồ, để kêu người ta đến quy y với mình, để trở thành một thành viên ở trong một cái tổ chức Phật giáo địa phương. Không phải như vậy. Người Phật tử rất cần trở về lại với những lời dạy quy nguyên của Đức Phật để thấy rõ là Đức Phật kêu gọi chúng ta làm gì. Và Ngài cũng kêu gọi hãy khởi lên lòng bi mẫn. Bi mẫn đó là mình sống mình có nghĩ đến người khác. Ở đây Đức Phật còn chi tiết hơn, Ngài dạy rằng có những người mắc ít bụi, ít bụi trần, tức là người đó ít phiền não đó. Mà những người này nếu được nghe pháp thì đời sống họ tốt hơn, nếu họ không nghe pháp thì đời sống họ sẽ đi xuống. Đây là một sự thật của đời sống, của cuộc sống. Đa phần có người, thưa quý vị, chúng ta có khả năng trở thành người tốt hơn, và đồng thời chúng ta cũng có khả năng trở thành một người xấu hơn. Và trong cái xấu hơn cũng như trong cái tốt hơn, nó tùy thuộc ở một điều là chúng ta có đem vào trong cuộc sống của mình những giá trị của chánh pháp, đem vào trong cuộc sống của mình cái sự soi sáng của chánh pháp. Ai mang cho chúng ta điều đó? Chính là những đệ tử Phật
dù là xuất gia hay tại gia, hay là những nguyên kinh sách được viết, được phổ biến đó đây. Và chúng ta nên nhớ là rất dễ dàng để người ta rời bỏ cái giá trị chân thực mà đi theo những điều tà vại, ảo vọng. Bởi vì thưa quý vị, cái cạm bẫy ở trong thế giới nhân thiên, nó là một cái lưới, cái lưới trùng. Khi nào mà chúng ta thấy người ta làm đăng hay là đóng đái hay là chạy lưới, cái lưới nó phải rộng, cái đăng nó phải dài, đóng đái nó phải lớn. Còn ở đây cái lưới của ma đó, là nó phủ cả thế giới nhân thiên này. Chúng ta phải thấy hai cái trạng thái. Một đó là thế giới này vốn thường bị chi phối rất lớn về những điều khiến cho con người đi xuống. Và chánh pháp giúp cho chúng sanh hướng thượng, giúp cho chúng sanh thăng hoa, giúp cho chúng sanh đi đến chỗ an lạc. Và Đức Phật dạy chúng ta nên nghĩ đến điều đó. Mà ở tại đây thưa quý vị, Đức Thế Tôn Ngài còn kêu gọi một điều nữa. Chúng ta đọc kỹ những lời dạy của Đức Phật, đừng đi một nẻo một đường hai người. Thứ nhất là Đức Thế Tôn biết chưa bị Thánh Tăng hoàn toàn giải thoát, và thế giới này quá cần, quá cần hình ảnh, quá cần lời dạy, quá cần cái mẫu mực của chư vị Thánh A-la-hán. Và không có lý do gì các ngài đi chung với nhau, điều đó sẽ uổng phí lắm. Do vậy ngài kêu gọi mỗi người hãy lên đường, mỗi người đi một mình. Chúng ta phải thấy rằng nếu mà các vị đó không phải là những vị đắc đạo chứng quả hoàn toàn thì Đức Thế Tôn ngài đã không gửi đi như vậy. Bởi vì về sau này khi mà những người xuất gia đông đảo rồi thì Đức Thế Tôn ngài khuyên là hãy sống với bạn lành, hãy sống trong chúng để học hỏi, như trường hợp của Upanishad chẳng hạn. Nhưng mà riêng 60 vị A-la-hán này, các vị này đã hoàn toàn trưởng thành, các vị là những người thực thụ hiểu, sống và giảng dạy những gì mà được Đức Phật ngài hướng dẫn. Có một điều rất là đáng tiếc là ngày nay đôi khi cả hai giới xuất gia và tại gia chúng ta quá coi thường cái trách nhiệm hoằng pháp lợi sinh. Ai tu thì mặc ai, có đôi khi người ta đi chùa mình cũng không cần biết mình làm cái gì lợi ích cho họ. Chúng ta phải nói về điều này, đôi khi nó còn có cái chuyện là người ta còn tranh giành với nhau vì cái chuyện không đáng. Chúng tôi sống ở chùa có những trường hợp Phật tử đó, họ đi chỉ muốn là mình thầu hết tất cả mọi việc, có ai khác mà vào làm công quả trong chùa mình không muốn người ta làm, mình nói sao cho người ta bỏ cuộc, người ta đi để mình làm hết. Nó chuyện nó có phải không có thứ gì. Và điều đó là điều rất là đáng buồn, là tại sao chúng ta thừa hưởng cái gia tài Đức Phật để lại mà chúng ta chỉ muốn thâu tóm một mình, chúng ta không muốn chia sẻ, không muốn người khác cùng có được những cái lợi lạc đó. Chúng ta chưa kể đến cái chuyện là mình có thể làm cho người khác được gì. Lẽ ra chúng ta là người con Phật, mà thấy ai đi chùa thì chúng ta nên hoan hỷ, nên trợ duyên, nên nói thế nào, nên làm thế nào, nên giúp đỡ thế nào. Mà những người đó họ thấy rằng khi họ bước chân vào mái chùa họ được sự an lạc lợi ích, chứ không phải họ bước chân vào mái chùa thấy cái mặt phiền não, thấy những người luôn luôn muốn hơn thua về họ. Và thứ vì cái trách nhiệm về hoằng pháp độ sinh rất là quan trọng. Chúng ta không có xác lập được cái định hướng rõ ràng,
Khi mà ngày nay chúng ta đưa rất nhiều vào việc xây dựng chùa chiền cơ sở, nhưng mà sự hưng thịnh của giáo pháp nó nằm ở chỗ nào? Ở chỗ lời dạy của Đức Phật được quảng diễn, được phổ biến rộng rãi, rõ ràng, chính xác. Mà muốn lời dạy của Đức Phật được phổ biến, được hướng dẫn một chính chính xác, thì trước nhất là chúng ta phải có bổn phận học và hiểu rất rõ. Chúng ta đừng bao giờ chủ quan nghĩ rằng ô, mình nghe pháp nhiều rồi, mình học nhiều rồi, mình nghe cái gì lóng thoáng qua là mình biết rồi. Không phải như vậy đâu. Thưa quý vị, khi mà chúng ta đi vào trong kinh điển đó, thì có rất nhiều bài kinh mà chúng ta đọc 5 lần 7 lượt, nhiều chục năm thì chúng ta mới hiểu được. Chúng tôi thưa quý vị là bản thân của chúng tôi đó, có những lần tâm sự với quý vị trong lớp Phật Pháp Brahma này, câu chuyện của vua Ba Tư Nặc của Ba Sê nói đi, chúng tôi đọc hồi nhỏ đó, hồi nhỏ khi mới vào chùa đã đọc được rồi. Và thời đó chúng tôi cảm nhận là vua Ba Sê Na Thí, vua Ba Tư Nặc là một người có cái trình độ thấp. Thí dụ như đang ngồi với Đức Phật mà thấy có một số các vị đạo sĩ lõa thể đi ngang đứng dậy chắp tay bái chào. Mình nghĩ là nhà vua này là ba phải, nhưng mà thật sự không phải vậy. Nhà vua chỉ hỏi Đức Thế Tôn là làm sao biết được vị khác là A-la-hán, nhưng mà nhà vua cũng tự mình biết được là trong số những vị đó là những vị mà nhà vua phái sang nước khác làm thám tử. Nhà vua biết chứ phải không biết, nhưng mà rất hoan hỷ để nhân dịp đó hỏi Đức Phật. Quý vị thấy không, cái câu chuyện đó nó phải là câu chuyện khó hiểu lắm, nhưng mà mình đọc cả đời có nhiều khi mình hiểu cũng sai. Hay hoặc giả là chúng ta đọc câu chuyện, chúng ta cứ nghĩ rằng vua Ba Sê Na Thí, vua Ba Tư Nặc, khi mình nghe nói hoàng hậu Malika sanh ra một bé gái, và Đức Phật ngài cũng có nói về cái sự thật là con cái thì hiếu thuận là tốt. Nhưng khi chúng ta đọc kỹ lúc sớ giải, chúng ta mới thấy rằng nhà vua có một thái độ đâm chiêu, buồn là bởi vì nhà vua thương quá thương hoàng hậu Malika. Hoàng hậu Malika xuất thân tầm thường dân dã, mà nhà vua nghĩ rằng nếu hoàng hậu sanh được một hoàng nam thì hoàng hậu sẽ có một cái địa vị được kính trọng hơn ở trong số những vị ở sống ở trong cung. Thì chúng tôi nhắc một vài ví dụ như vậy và còn nhiều nhiều nữa để thấy rằng tất cả chúng ta, cho dù là người cư sĩ hay người xuất gia, cho dù là đại chúng đang nghe pháp hay là các vị giảng sư, chúng ta đều rất cần đọc đi đọc lại, đọc một cách kỹ lưỡng, rà soát một cách kỹ lưỡng. Thật ra thì có nhiều vị cũng đối với chúng tôi là hòa thượng tự siêu đó, nhiều khi hơi khó khăn. Dạ đúng, hòa thượng không phải là người dễ đâu, nhưng mà chúng tôi là người rất là cảm kích sự khó khăn của hòa thượng, là bởi vì có nhiều khi kinh điển đó, mà mình đọc thoáng qua mình dễ sai lắm. Thì có những vị mà đặt ra vấn đề này, nêu ra điểm kia thì chúng ta mới kỹ lưỡng hơn. Và chúng ta nên nhớ một điều rằng văn cú mà sai thì cái nghĩa lý cũng bị lệch lạc, và nghĩa lý bị lệch lạc thì cái hiểu của chúng ta không chính xác. Và đó cũng là một trong những cái dấu hiệu để giáo pháp bị suy thoái. Chúng ta có cái bổn phận, một bổn phận rất là thiêng liêng trong cuộc sống, không phải mình chỉ ngồi đó nghe một cách thụ động, hay là mình gặp ai mình cũng cần phải quan phạm. Khi chúng ta nghe một cách nghiêm túc, và khi mà chúng ta chia sẻ hay truyền đạt Phật Pháp, thì chúng ta hãy truyền đạt một cách rất chân thành. Bởi vì sao vậy? Con người sống mà biết ơn là cái gì mình hưởng,
mình truyền lại cho người khác. Còn cái gì mình hưởng mà mình hủy hoại thì thứ vì đó là mình phá của, đó là người vô ơn. Người vô ơn không học được. Con người mình đó, một cái người mà có tư cách đi vào trong nhà vệ sinh, người ta dọn dẹp sạch sẽ cho mình vào thoải mái. Khi mình rời nhà vệ sinh, mình cũng giữ sự thoải mái để là cho người kế tiếp. Tại vì sao? Mình cảm kích. Ở trong một cái xã hội thiếu văn hóa, hay là một người không có trình độ đó, họ đi vào trong nhà vệ sinh sạch sẽ như vậy, họ đi ra ở trong đó nó nhơ nhớp và họ không khó bao giờ quan tâm là cái người kế tiếp sử dụng như thế nào. Chúng ta nói chuyện nhờ những nhà vệ sinh đó, khi mà chúng ta nghe pháp, khi mà chúng ta mặc trên chiếc y trên người, khi mà chúng ta có sự quan tâm đến đời sống tinh thần, khi mà chúng ta hưởng thụ được những cái giá trị mà những vị đi trước để lại, thì thật ra nếu chúng ta là người biết điều, chúng ta là người biết lẽ phải, thì chúng ta sẽ trân trọng những cái gìn giữ đó, gìn giữ cho người sau. Có một lần, thưa quý vị, khi chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi có ở chùa Pháp Bảo Mỹ Tho 3 tháng. Và rồi, cái chuyện thì nó không có gì, nhưng mà nó khiến chúng tôi nhớ hoài. Là có một vị sư lấy quyển sách ở trong thư viện của chùa đó. Rồi buổi trưa trời nắng, thì vị này nằm dài ở dưới cái sàn của chánh điện lối gạch bông, nằm nó mát. Quý vị. Thì khi mình nằm muốn mát á, thì cầm sách đi mà đọc. Và cái thế của cái người mà nằm mà cầm sách đọc á, là không phải lấy hai tay để mà cầm cuốn sách, mà cầm bằng một tay thôi, thì đang nằm. Và khi mình cầm sách một tay thì mình gặp cuốn sách lại, gặp lại gặp đôi. Trang bên này là của Trang, rồi dở bên kia đọc. Thì lúc đó có một vị cư sĩ mà chúng tôi không được biết tên, tại vì lúc đó chúng tôi còn rất nhỏ. Cái vị cư sĩ đó là một nhà giáo mà là một người rất có tư cách. Khi vị đó đi vào chánh điện lễ Phật, thấy vị sư cầm cuốn sách gấp đôi đó để mà đọc nội tâm, thì vị cư sĩ đó đến đảnh lễ vị sư đó, ba lại ở trong cái cung cách của người cư sĩ. Và vị sư đó ngồi dậy rất là thân thiện hỏi thăm mắt khỏe không, lúc này sao. Thì lúc đó chúng tôi là vị sa di ngồi một góc xa, mà cái vị sư nằm đó là vị tỳ kheo. Thì sau khi thăm hỏi được hết thì vị cư sĩ đó nói: sư à, chư tăng á, con rất là kính trọng, rất là tôn kính, nhưng mà sư có thể cho con góp ý một chút được không? Thì vị sư nói: thì bác nói đi. Thì vị sư nói, thì cái vị bác cư sĩ đó mới nói rằng: khi mà sư đọc sách đó, mà những cuốn sách như vậy, nếu sư gấp lại làm đôi thì nó mau hư cái bìa, nó mau hư cái gái sách lắm. Và như vậy là mấy người xài đó, xài càng lâu kiểu này thì nó càng mau hư sách. Thì khi bác nói là hồi đó sách quý lắm, thưa quý vị. Mà bác nói một thái độ rất là khiêm tốn, rất là xây dựng. Và khi bác nói xong thì vị sư đó liền xin lỗi. Và vị sư đó nói rằng bác nói rất phải. Và vị sư đó nói rằng trong cuộc đời hứa là sẽ đọc sách, mà những sách tốt không phải cho mình mà cho những người sau nữa. Cái câu chuyện đó nó xảy ra trước mắt chúng tôi vào một buổi trưa hè. Nhưng mà chúng tôi thấy được rằng đó là những con người, đó là những tâm hồn, nó có cái đẹp, sống có biết suy nghĩ, thưa quý vị, rất biết suy nghĩ. Chúng ta người Phật tử không khéo rơi vào trong tình trạng gọi là phá sản, cha làm thầy con đốt sách,
Đức Phật để lại cho chúng ta một cái kho tàng giáo pháp rất đẹp, nhưng mà chúng ta đi bán rẻ cái đó. Bán rẻ để làm gì? Để kiếm tiền thôi. Nếu quý vị nhớ thì đầu tư của Thượng Tọa Từ Siêu trong cái đại lễ rằm tháng giêng, khi mà Thượng Tọa Từ Siêu nói là trong ngày rằm tháng giêng người ta cứ lo cái chuyện cúng sao giải hạn, họ quên đi cái ý nghĩa thật sự của đại lễ rằm tháng giêng. Mà người nào đó mà thực sự thương Phật pháp thì hãy đau lòng về chuyện đó. Đại lễ rằm tháng giêng là ngày nói lên cái truyền thống của chánh pháp. Chánh pháp rất đẹp. Chánh pháp đó khởi đầu với ba câu là không làm tất cả điều ác, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh tâm ý và lời dạy của chư Phật. Cái truyền thống chánh pháp nó nhắc mọi người là đời sống tu hành là đời sống vô hại. Cái truyền thống chánh pháp nó nhắc mọi người là đời sống tu hành là đời sống lấy nhẫn nại để làm cái khí giới bảo vệ. Cái truyền thống chánh pháp nó nhắc chúng ta là trong cái việc hoằng pháp đó, không có mua chuộc, không có dọa hẳm, không có dùng những cái thủ đoạn bá đạo để cho người khác đến với Phật pháp. Thưa vì đó là những điều rất đẹp, đẹp lắm. Nhưng mà chúng ta đâu có nhớ cái chuyện đó, chúng ta đâu có thắp sáng những giá trị đó. Chúng ta làm gì? Đến chùa đi nhân sớ cúng sao giải hạn, một cái việc rất là tín ngưỡng dân gian, phong tục rất khách quán, ít có ai để đến giá trị chân thực. Mà điều đó không phải chỉ do quần chúng bên ngoài, mà ngay cả những vị tu sĩ tiếp tay làm việc đó, chúng ta rất là vô trách nhiệm, chúng ta rất là thiếu ý thức, và chúng ta không thấy được cái giá trị cao cả của chánh pháp, thì làm sao chúng ta hoằng pháp được? Nên chỉ thứ rất là cần, rất cần để mỗi mỗi chúng ta đôi lúc ngồi lại cảm nhận được cái giá trị của những lời Phật dạy, nhớ ơn Đức Phật và tự nhắc mình cái trách nhiệm. Nếu mà những bậc tiền nhân đi trước ơ hờ, nếu mà những người đi trước đã không có thấy được cái trọng trách hoằng hóa lợi sinh, thì ngày hôm nay chúng ta không còn có giáo pháp. Thưa quý vị, trong cái buổi lễ thượng nguyên thứ bảy từ rồi ở tại chùa Pháp Luân, chúng tôi có dành một phần để tưởng niệm một vị Tam Tạng pháp sư. Đúng nghĩa là vị này là vị nằm lòng Tam Tạng và một ở trong 13 vị đương đại bây giờ, mà bây giờ ngài mất đi còn 12 vị. Đó là ngài Padanta Abhijata Phi Hoàng Sa. Thì thưa quý vị, thật ra Phật tử thì có lẽ họ thấy chúng tôi làm thì họ thắp hương thì họ làm theo thôi, nhưng mà trong cái ngày pháp bảo nhắc lại cái truyền thống của chánh pháp, nhắc về một vị nằm lòng Tam Tạng đã ra đi, đã ra đi, và làm cho chúng ta nhớ rằng có rất nhiều vị ngày xưa, thời mà chưa có kinh sách, thời mà không có internet, các vị đã bảo lưu, đã gìn giữ kinh điển bằng cách nào? Bằng cách học thuộc lòng. Năm vị, bảy vị trong thời kỳ chiến tranh đã vào rừng sâu ăn vỏ cây, sống bằng túi, nhưng mà ráng cố gắng để đừng để Tam Tạng kinh điển bị mai một. Và các vị chờ cho đến khi nào có những người hữu duyên hữu trí học thuộc lòng rồi các vị truyền lại. Về hình ảnh của những vị học thuộc lòng Tam Tạng đó nhắc cho chúng ta biết về một cái truyền thống truyền khẩu, người này trao cho người kia. Ngày xưa thứ vị học như vậy là mỗi ngày người học trò lên đảnh lễ vị thầy, và vị thầy trao cho một đoạn văn, hai đoạn văn, học thuộc lòng, học thuộc trước mặt thầy rồi trở về học thuộc ngày hôm sau lên để trả bài lại. Và cứ thế mà học thuộc cả Tam Tạng kinh điển.
không phải là đơn giản đâu, không phải là dễ dàng đâu. Nhưng mà ở đó có tấm lòng tha thiết, ở đó có một sự dấn thân thầm lặng. Thậm chí bây giờ chúng ta không còn nhớ được, chúng ta không còn nhớ được là đã có bao nhiêu vị từng học lòng, thuộc lòng Tam Tạng từng câu, từng bài kinh để lưu lại cho chúng ta ngày nay, cho đến khi mà kinh điển được viết trên lá bối, cho đến khi mà kinh điển được in thành sách, cho đến khi kinh điển được khắc trên đá cẩm thạch. Chúng ta chưa nói đến cái công ơn kết tập của Ngài Ananda Upali với sự chủ trì của Ngài Bhakas vậy. Chúng ta chưa nói đến những vị đã để lại cho chúng ta một cái gia tài to lớn và đứng đầu là Đức Phật, và đó cùng một số các vị thánh thần. Chúng ta có biết ơn không? Chúng ta có cảm kích không? Chúng ta có thực sự nhận ra được là chúng ta chịu cái ơn rất lớn và hôm nay chúng ta có trách nhiệm gìn giữ không? Chúng tôi suốt một đời, thưa quý vị, ngoài cái chuyện mà mang ơn chư vị thầy tổ, thật ra chúng tôi rất là thấm thía một cái câu chữ Hán mà Phật giáo Trung Hoa đã có, đó là thâm ân hóa độ của Đức Phật. Thâm ân hóa độ thì lớn lắm. Đức Thế Tôn Ngài không cần gì ở chúng ta hết. Ngài không cần chúng ta phải cúng dường Ngài, không cần chúng ta phải tôn vinh Ngài, Ngài không cần chúng ta thờ phượng Ngài. Và Ngài đã đi bằng lối chân trần, từ làng mạc này sang làng mạc kia, quốc độ này sang quốc độ khác. Và thậm chí những giờ phút chót khi mà Ngài đi đến một phiến đá dài ở trong rừng Sala của vua Sumala, và tại đó Ngài nằm xuống ở trên cái y tăng dạ lệ viên tịch Niết Bàn. Nếu chúng ta đọc kỹ và nếu chúng ta nghiệm cho rõ thì tất cả là vì lòng bi mẫn hết. Ngài có thừa tất cả những phương tiện của đời sống, thưa quý vị. Chúng ta khoan nói đến dòng họ Thích Ca có thể đủ để cúng dường đến Đức Phật, chùa, chiền, những phương tiện. Chúng ta còn nói đến hầu hết những vị vua ở tại vùng Trung Ấn bây giờ, từ vua Bình Sa Vương, vua Ba Tư Đạo, vua Sa Thế, vua U Đê Nát, các vị vua của xứ Bát Chi. Khoan nói đến các vị vua, chúng ta nói đến những người cư sĩ giàu có như ông Cấp Cô Độc và Quý Sa Kha, tiền muôn bạc vạn. Cái áo mà Quý Sa Kha bán mà không ai đủ tiền vào, vậy bỏ tiền ra tự bán, tự mua lại, mà giàu biết bao nhiêu. Nhưng mà Đức Phật không kêu gọi những vị đó cúng dường cho Ngài, tạo cho Ngài cái phương tiện đi lại, hay là chuẩn bị cho một cái ngân quỹ hộ trì Ngài hàng tháng, không có. Đức Thế Tôn vẫn đi vào trong làng buổi sáng tinh sương để nhận thức ăn khất thực. Có ai mời thịnh thì Đức Thế Tôn đi đến. Và Ngài đi như vậy để khóa duyên. Và Ngài đã đi bộ ngang qua những con đường mà ngày nay chúng ta đi hành hương bằng xe bus. Chúng ta phải đọc thật kỹ, đọc kỹ lắm, thì chúng ta mới thấy rằng cái ân hóa độ Đức Phật rất lớn. Và chúng ta nếu thật sự tin Phật, nếu thực sự tương Phật, nếu thực sự kính Phật, thì ngoài cái chuyện học Phật Pháp, chúng ta còn có một cái trách nhiệm. Trách nhiệm quan trọng là bảo lưu cái gia tài đó và để lại cho những người mai hậu. Đức Phật Ngài kêu gọi chúng ta đừng là người cuối cùng của truyền thống này, một truyền thống do Như Lai khởi sự. Đức Phật Ngài là người khởi sự một truyền thống, nhưng mà chúng ta đừng là người cuối cùng. Đó là lý do tại sao mà, thưa quý vị, mỗi một ngày, cho dù chúng ta bận việc gì, làm việc gì, thì Chư Tăng và quý Phật tử cũng cố gắng vào đây. Chúng ta vào để làm gì? Để chúng ta ôn nhắc, để chúng ta học kỹ những lời dạy của Đức Phật, hơn là chúng ta học cho có, hơn là chúng ta học để trả nợ quý thần, hơn là chúng ta nghỉ học cho vui. Không phải đâu. Chúng ta nên làm việc đó một cách nghiêm túc, lật lại những trang kinh xưa, ôm lại. Có đôi lúc quý vị thấy là tại sao bỏ thì giờ mình phân tích tiếng nghĩa để làm gì, mình nói dông dài để làm gì.
Nhưng mà rõ ràng chúng ta không thể nào, chúng ta không thể nào học kinh mà học lướt qua như đọc tiểu thuyết, học kinh mà học cho có được. Và chúng ta phải có một cái thái độ nghiêm túc, và trong sự nghiêm túc đó rất cần chúng ta học rồi, ghi nhớ rồi, để áp dụng vào đời sống rồi. Nhưng mà chúng ta phải nghĩ đến chuyện làm sao để trao gửi, để chia sẻ, để mọi người cùng hưởng dụng. Đấy là cái chuyện đó của riêng mình. Chánh pháp không thuộc ai hết. Người nào nghĩ rằng chánh pháp nó là của riêng mình, người đó chưa hiểu chánh pháp không? Và trong đời sống của chúng ta, nếu có điều gì đó mà có ý nghĩa, nếu có điều gì đó có thiêng liêng nhất, đó là chúng ta học được những điều hay, điều tốt, những điều có giá trị, và đem điều đó, đem những điều đó chia sẻ lại cho người khác. Người Phật tử đó có được một cái lợi rất lớn trong cuộc sống mà chúng ta ít có trân trọng, đó là sự tự do. Chúng ta rất tự do, tự do lắm thưa quý vị. Sự tự do đó là không ai bắt chúng ta phải đi chùa mỗi tuần, không ai bắt chúng ta phải đóng tiền bao nhiêu phần trăm lợi tức của chúng ta, không ai bắt chúng ta phải tu kiểu này, phải tu kiểu kia, phải đóng góp cái kiểu đó. Người Phật tử có thực sự tự do chọn ngôi chùa mình đi, chọn ông thầy mà mình nương tựa, chọn pháp mà mình tu. Chúng ta rất tự do. Nhưng mà chúng ta có một điều rất dở là chúng ta không có ý thức được cái giá trị của sự tự do đó. Chúng ta không thấy được rằng, mặc dù không có gì gọi là ràng buộc bắt buộc, nhưng mà nếu chúng ta không có cái ý thức, không có tinh thần tự giác, thì thật ra chúng ta là trống rỗng. Chúng tôi sống ở Mỹ, tôi gặp rất trường hợp những người sống trong một quốc gia mà mình nói lên sự khác biệt điều gì, không ai bắt bớ mình hết. Thí dụ như ở tại Mỹ bây giờ có những người theo bên này chống bên kia, theo đảng này theo đảng kia, trái ngược lẫn nhau. Nhưng người ta có quyền như vậy. Ở Việt Nam chúng ta đâu có, quý vị đâu có quyền như vậy. Ở Việt Nam cái gì phải nói tốt cho chính quyền hết, nói xấu là chết. Nói xấu là nếu quý vị ngay cả là một văn nghệ sĩ mà nói xấu là không có đường đi. Một vị tu sĩ tuyệt đối là cái gì cũng phải làm theo hết. Chúng tôi có coi một cái bức hình mới đây, một cái bức hình mà Chư Tăng ở cuối năm hồi tổng kết và phát những cái bằng thưởng, và ở trong đó có để là đạo pháp dân tộc và xã hội chủ nghĩa. Thật ra thì cái nhìn nó rất là khôi hài. Ở thời đại bây giờ mà Phật pháp mà còn để là đạo pháp dân tộc xã hội chủ nghĩa, nhưng mà chúng tôi biết không làm như vậy là không sống. Chúng tôi ở Mỹ không có làm chuyện đó. Chúng tôi nói với vị nghe là chúng tôi ở Mỹ không ai cũng cố gắng chúng tôi được hết. Chúng tôi ở trong chùa là chúng tôi làm như vậy là bởi vì làm vì niềm tin. Nhưng mà khi mà những người sống tự do tại đây, người ta có cảm nhận được sự tự do, cái giá trị sự tự do không có đâu. Có nhiều người chẳng những không cảm nhận cái tự do mà còn hủy hoại nữa. Chúng ta biết bao nhiêu người cầm súng đi vào ở trong những cái câu lạc bộ xả súng giết cả hàng bao chục người. Có những người đem thân của mình vào tù ra khám vì những cái chuyện chúng ta rất là vô duyên, không có giá trị gì hết. Nhưng người ta vẫn làm như vậy. Tại vì sao? Người ta không quý được sự tự do. Khi mà chúng ta ngủ một giấc, chúng tôi ngủ một giấc, chúng tôi hiểu ở Mỹ thì không ai có quyền đến để giữa đêm gõ cửa dẫn chúng ta đi hết. Là chính quyền không thể khủng bố dân chúng kiểu đó. Chính quyền muốn bắt ai phải có trác tòa, và trác tòa đó phải được đem đến giữa thanh thiên bạch nhật. Và chúng ta có quyền giữ im lặng, và chúng ta có quyền gặp luật sư, chứ không phải ai bắt chúng ta ban đêm gõ cửa hết. Cái chuyện mà gõ cửa đấy bắt ban đêm đó là khủng bố chứ không phải chính quyền. Nhưng mà chuyện xảy trên quê hương của chúng ta, thì có bao giờ chúng ta cảm kích được sự tự do? Không có. Chúng ta dùng cái sự tự do của mình đôi khi nó còn lố lăng, hay là còn để chửi bới với nhau, đi chụp mũ người này chụp mũ người kia, đó là tự do ngôn luận. Bởi vậy khi mà chúng ta là người Phật tử, chúng ta cũng có thực sự tự do. Tự do chọn pháp môn, tự do chọn ngôi chùa mình đi, tự do chọn ông thầy mà mình theo nương tựa, tự do công việc mình làm. Không ai là người Phật tử đúng nghĩa đó
khi mình cúng dường bố thí cũng không ai bắt buộc mình, cũng không có ai gài đổ mình, cũng không có ai nói khích mình được, gọi là người Phật tử đúng nghĩa. Mình đến chùa cũng một đồng cũng được, 10 đồng cũng được, 1.000 đồng cũng được, nhưng mà điều đó là như tự phát tâm. Nhưng mà chúng ta nên nhớ một điều rằng con người tự do thường thiếu tinh thần tự giác. Cái sự tự do đó chỉ khi nó đi với tự giác mà thôi. Chúng ta không có tự giác. Chúng ta rất là rẻ rúng cái tấm lòng của những người khác. Chúng tôi sống ở trong chùa, chúng tôi biết thưa quý vị, là có những người phát tâm đi chùa, đi chùa để nghe pháp, đi chùa để tu học, đi chùa để làm công quả. Nhưng mà có những người khác thì họ bất kể, không bao giờ trân trọng những tấm lòng đó hết, mà chỉ muốn làm sao để chứng tỏ, để giành giật. Có những người Phật tử họ vào chùa họ làm công quả, họ sợ người khác làm công quả nữa. Thế ra công quả mình nhào vô làm sao cho ta được làm. Còn cái chuyện mà thấy Phật tử đi chùa mà làm sao để những người Phật tử đó hoan hỷ để đi chùa được một cách an lạc thì chúng ta không ý thức về chuyện đó. Trong khi đó những cái tôn giáo khác thưa quý vị, một cái người lạ mới đến nhà thờ họ đó thì họ săn đón đủ điều hết. Chúng ta không có như vậy. Chúng tôi không muốn nói là chúng ta Phật tử phải săn đón người khác, không cần như vậy. Nhưng mà ít nhất là chúng ta hiểu rằng ngôi chùa là một ngôi nhà chung, một ngôi nhà tinh thần. Hay là ở trong lớp học Phật Pháp này, nó cũng là ngôi nhà tinh thần. Chúng ta phải hỏi rằng những người vào đây làm công quả, những người vào đây tu học, chúng ta có đối xử với những người đó bằng một thái độ từ mẫn, bằng một thái độ phải chăng, bằng một thái độ có hiểu biết không? Hay là có nhiều khi mình cũng nặng lời, hay là làm khó người khác. Mà có những người mà chúng tôi biết là không có ý thức được. Thế dù người ta tu, người ta làm phước, mà mình nói sao để người ta đừng tu, nói sao để người ta đừng làm. Thật ra nghiệp mình nặng lắm. Cái nghiệp đó nặng lắm thưa quý vị, mình không để ý chuyện chừng đó. Do vậy nếu mà chúng ta biết ấy, thì trong trường hợp đó chúng ta không nói. Nếu chúng ta biết ấy, thì chúng ta sẽ không có gây ra cái khó khăn cho người khác, mà trái lại chúng ta cố gắng để hỗ trợ. Chúng ta đọc kỹ bài kinh ngày hôm nay sẽ thấy rằng Đức Phật kêu gọi những đệ tử của Ngài nên hoằng pháp vì sự tốt đẹp, vì lợi ích, vì hạnh phúc của trời người. Chúng ta không nên quên điều đó. Và lời giải này là lời giải quan trọng, rất quan trọng. Có thể là ở trong một trong những Phật ngôn mà chúng ta nên thuộc lòng, đó là Phật ngôn này. Để nhắc chúng ta thấy rằng dĩ nhiên Đức Phật Ngài không đưa ra một điều gọi là bắt buộc, một điều răn là các con phải hoằng pháp, các con phải đem Phật pháp đến người khác. Đức Phật không dùng điều đó, nhưng mà Ngài có kêu gọi. Và chúng ta là người con Phật, không có lý do gì mà trong cái đời sống tu học của mình được mà mình không chia sẻ cho người khác. Thứ gì một điểm khác mà chúng ta thấy trong bài kinh ngày hôm nay có nhắc đấy, đó là ở trong cái sự hoằng pháp phải có nghĩa văn tinh thực, phải có nghĩa văn đầy đủ. Điều này nó là một khía cạnh đặc biệt của Phật pháp. Trước nhất, Phật pháp là một hiển giáo chứ không phải mật giáo. Phật giáo không nói cái chuyện mà u minh minh bí mật, có vẻ như là cao siêu bí hiểm, mà chúng ta nên cố gắng để ghi nhớ rằng một trong những cái đức rất quý của văn đó là sáng sủa. Viết văn mà không sáng sủa đó thì ta rất là dễ hiểu lầm. Mà hiểu lầm đối với văn á nó đỡ, còn hiểu lầm đối với Phật pháp đó, thì chuyện đó còn tai hại nữa. Thật ra chúng ta cố gắng trong khả năng có được phải sáng sủa. Và điều đó được Đức Phật ngày nhấn mạnh, ngày nhắc nhở ngay trong lời kêu gọi đầu tiên đối với các vị A-la-hán. Ngay trong lời kêu gọi đó, Ngài đã nhắc nhở. Vì vậy, việc làm của chúng ta ở đây không phải là chúng ta nói cái gì cho nó cao xa, cho nó cầu kỳ, mà chúng ta nói cái gì cho nó rõ ràng, cho dễ hiểu. Và như vậy, trên phương diện truyền đạt đó,
thì ngôn ngữ chuẩn xác là điều tốt, cách trình bày mạch lạc rõ ràng là điều tốt. Và khi chúng ta nói thì nên có một mục đích, một mục đích rất là rõ ràng, đó là mang lại cái lợi lạc cho người nghe, vì sự tốt đẹp, vì cái lợi lạc, vì cái sự lợi ích, vì cái hạnh phúc cho người nghe, đơn thuần là như vậy. Chúng tôi xin được nói thêm một điều khác mà chúng ta tìm thấy ở trong lời dạy của Đức Phật. Nếu chúng ta đọc kỹ lời dạy của Đức Phật khi mà Ngài đưa ra sự kêu gọi chư tăng đi hoằng pháp, thì Ngài có dạy rằng giáo pháp có tốt đẹp ở bước đầu, tốt đẹp ở đoạn giữa và tốt đẹp ở đoạn cuối. Đoạn đầu là sự giới thiệu, đoạn giữa đó tức là sự hành trì, và đoạn cuối đó là sự thành tựu. Chúng ta nên rất là cẩn trọng đối với giáo pháp, cũng như ngày nay đó mà các vị thầy thuốc họ nói rằng có những thứ thuốc đó, mới uống thì nó có công hiệu, nhưng về lâu về dài nó không tốt cho người bệnh. Vị nào mà sống ở bên Mỹ đó, các vị biết là bác sĩ Mỹ có nhiều khi đó mình bị cúm, họ không có cho mình thuốc mạnh giống như Pháp. Người Pháp đó, họ hay có một cái quan điểm là khi bác sĩ cho thuốc rồi cho cái liều tấn công, tức là cho cái liều thuốc rất là mạnh. Thì người Việt Nam mình thấy đi bác sĩ mà họ cho uống thuốc về mà hết bệnh liền đó, thì mình thấy mình vui hoan hỉ lắm. Mình thấy mình tin tưởng bác sĩ, mình cho bác sĩ giỏi. Nhưng mà coi chừng ở điểm là đôi khi mình uống thuốc mạnh quá đó, lâu ngày bị loạn thuốc, chưa kể là biến chứng khác, những phản ứng khác. Nhất là chúng tôi ở Mỹ còn đỡ, còn chúng tôi qua Pháp thấy người Việt Nam mình vẫn nghiện trụ sinh, tại vì trụ sinh nó có giá trị lắm. Còn ở bên Mỹ thì cách họ chữa trị là thay vì họ cho thuốc liều lượng mạnh để mình hết liền đó, thì người ta có thể để cho mình 2 tuần lễ. Trong 2 tuần lễ đó, nghỉ ngơi, ăn uống thích hợp, uống vitamin C vào để cơ thể chúng ta nó còn sức đề kháng. Cách trị như vậy nó chậm, nhưng mà nó không bị lậm thuốc. Uống trụ sinh nhiều quá không tốt. Và chúng ta biết rằng có rất nhiều loại thuốc, nhất thời thì nó có giá trị, nhưng về lâu về dài thì nó lại không nên, không tốt. Uống nhiều khi bị mục xương, uống nhiều khi bị mất trí nhớ, uống có khi làm suy nhược thần kinh, v.v. Rằng cái hại của thuốc Tây sẽ đôi khi người ta dùng một chữ là abuse, rất abuse, khi mà ta dùng quá liều lượng đó, thì nó gây phương hại. Thì cái phương hại như vậy đó, nó cũng có trong giáo pháp. Chúng tôi biết là có rất nhiều người thích những cái gì mà nó có cái giá trị liền, mà ngày hôm nay trong cái ngôn ngữ người Việt Nam thường gọi là mì ăn liền, hay là nói theo thành ngữ chúng tôi là ăn sổi thì cái đó giá trị liền, nhưng mà nó có lợi lạc cho cái chuyện lâu dài và hoàn toàn không lợi lạc. Chúng tôi có cái kinh nghiệm là một vị tu sĩ đó, Phật tử khi mà gặp khó khăn thì họ hay thích có những cái chuyện bài vẽ, và họ hay thích có chuyện bài vẽ là làm sao cho nó có tính cách là có nhiều quyền để người ta thích, người ta hoan hỉ. Nhưng mà những người mà bị lôi cuốn, bị mê hoặc vào chuyện đó, đôi khi về lâu về dài họ làm tổn hại cái niềm tin. Thật ra chúng ta nên cẩn thận. Cái gì mà mình làm đó mình nên nhớ, ngay cả Đức Phật là bậc đạo sư của chúng ta, là Đấng Pháp Vương đó, mà Ngài cũng nói rằng Như Lai thuyết pháp cẩn thận chứ không phải là không cẩn thận. Giống bị thầy thuốc, nhiều thuốc giỏi nhưng mà cho thuốc cũng cẩn thận chứ không phải không cẩn thận. Thì trong cái sinh hoạt hàng ngày, thà là chúng ta làm chậm hơn là làm cái gì cũng muốn đạt được mục đích liền mà nó gây
cái biến chứng, nó gây cái họa về sau này. Chúng ta không muốn một người nào đó uống thuốc nhất thời thì nó hết, nhưng mà lâu ngày nó mục xương hay lâu ngày tạo nên những chuyện khác, không làm như vậy. Thì rất là mong rằng nếu chúng ta có tha thiết hoằng pháp thì chúng ta hoằng pháp mà có trách nhiệm. Như lời Đức Phật dạy là tốt đẹp ở đoạn đầu, tốt đẹp đoạn giữa, tốt đẹp đoạn cuối. Tốt đẹp đoạn đầu tức là trong cái sự mời gọi hoàn quá đó, hãy để cho người ta có một cái ấn chân thực về pháp hơn là dùng sự mê hoặc. Ở trong cái sự thực hành đó, thì sự thực hành đó nó nên là sự thực hành không có gây cái biến chứng, cái họa về lâu dài. Và tốt đẹp ở đoạn cuối tức là chúng ta thật sự thành tựu được cái cứu cánh giác ngộ giải thoát. Hãy cẩn thận lắm thưa quý vị, không có đơn giản về việc này. Nên chi ngày hôm nay khi mà chúng ta đọc về lời dạy của Đức Phật, và đây là một cái tuyên ngôn về hoằng pháp độ sanh, đây là lời kêu gọi chí thiết của Đức Phật đối với các đệ tử trong cái ý thức trách nhiệm hoằng pháp vì cái lợi ích, vì cái lòng bi mẫn đối với chư thiên và nhân loại. Chúng ta nên nhớ những điều này và không nên đọc cho qua. Bởi vì nếu thật sự chúng ta có tưởng nhớ thâm ân hóa độ của Đức Phật, nếu chúng ta là người sống biết ơn và biết đền đáp, thì thứ vì những lời dạy này thật sự mang một ý nghĩa lớn cho cuộc sống của mình. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Thích Ca Ma ở tại đây. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ mùng thắng pháp và vị giảng sư là Hòa Thượng Tuệ Siêu. Kính đại lễ Chư Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Sa thú lành thai, con tu nữ Như Pháp, xin thay mặt đại chúng đông đông thành kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã biên soạn cũng như đúc kết bài học ngày hôm nay rất là hữu ích cho chúng con. Sa thú lành thai, con tu nữ Như Pháp xin thay mặt đại chúng đông đông kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ, hành trì trong tâm chỉ, không làm các ác nghiệp, hương tu các hạnh lành.